Đây là vận động viên đầu tiên của thể thao Việt Nam giành được huy chương tại Olympic Sydney, Australia năm 2000. Cô gái gốc Phú Yên thi đấu nội dung đối kháng hạng dưới 57kg nữ ở môn Taekwondo và dù không được đặt nhiều kỳ vọng khi phải đối mặt với những đối thủ nặng ký, đặc biệt là các võ sĩ sinh ra ở đất nước của môn võ thuật này là Hàn Quốc, nhưng Hiếu Ngân đã một mạch lọt đến trận chung kết và chỉ chịu thua võ sĩ chủ nhà với tỷ số 1-3. Sau chiến công tại Olympic Sydney, Trần Hiếu Ngân đã vinh dự được trao tặng huân chương lao động hạng nhì. Hiện tại, Trần Hiếu Ngân vẫn gắn bó với võ thuật khi cô đang là trưởng ban chuyên môn bộ môn Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh. Và thành công của nữ võ sĩ sinh năm 1974 đã truyền nguồn cảm hứng cho các vận động viên Việt Nam chinh phục đỉnh cao của thể thao thế giới. Tại Olympic Bắc Kinh năm 2008, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đã mang về cho thể thao Việt Nam tấm huy chương bạc thứ 2 trong lịch sử tham dự Thế vận hội, góp mặt ở hạng cân dưới 56kg môn cử tạ và đạt thành tích tổng cử 290kg ở nội dung cử đẩy và cử giật. Hoàng Anh Tuấn đã giành ngôi Á quân, chỉ kém thành tích lực sĩ người Trung Quốc giành huy chương vàng 2kg. Từ điểm tựa thành công của Hoàng Anh Tuấn, cử tạ trở thành môn thế mạnh của thể thao Việt Nam với rất nhiều tài năng như Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên, không chỉ đủ sức đua tranh ở khu vực mà còn vươn tới trình độ châu lục và thế giới. Lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất khi nhận được tấm huy chương đồng sau khi Thế vận hội đã kết thúc tới 8 năm. Cụ thể, tại Olympic London năm 2012, lực sĩ Quốc Toàn tranh tài hạng 56kg và xếp hạng tư Trung Quốc với mức tổng cử 284kg. Thành tích của Trần Lê Quốc Toàn kém 2kg so với lực sĩ giành huy chương đồng là Valentin Ristov của Azerbaijan. Tuy nhiên, vào cuối năm 2020, Ủy ban Olympic Quốc tế đã ra thông báo về việc tước huy chương tại Olympic 2012 với một số vận động viên xe đạp và cử tạ do sử dụng doping. Người đứng trên Trần Lê Quốc Toàn là Valentin Ristov nằm trong danh sách này. Vì thế, Trần Lê Quốc Toàn được đôn từ hạng tư lên giành huy chương đồng. Ngày 7 tháng 8 năm 2016, tại Rio de Janeiro, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm nên chiến tích vĩ đại bậc nhất lịch sử cho thể thao Việt Nam khi vượt qua mọi thử thách để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam với tổng số điểm 202,5 điểm. Ấn tượng hơn, đó là kỷ lục Olympic mới và cũng là kỷ lục đầu tiên ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Thành công tiếp nối thành công ở nội dung 50m súng ngắn, Hoàng Xuân Vinh cũng giành vé vào chung kết và giành huy chương bạc với thành tích 191,3 điểm. Với một huy chương vàng và một huy chương bạc tại Olympic 2016, xạ thủ quân đội đã trở thành vận động viên có thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử của thể thao nước nhà. Điều đặc biệt, Hoàng Xuân Vinh vẫn có mặt trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo với tấm vé mời ở nội dung 10m súng ngắn nam của Liên đoàn bắn súng thể thao thế giới.